Nãy từ trong Bình Hưng Hòa đi ra thì mới tìm ra được một cái chùa này nằm ở trên đường Bình Long, và nó đối diện ở 48 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa này thì bây giờ đóng cửa rồi, không có vô tham quan được, mà mình chỉ đi lòng vòng ở ngoài cái sân chùa chơi được thôi. Đây là lối vào chánh điện của chùa nè, đóng cửa rồi. Đẹp không? Cái tượng khu cao cổ nữa nè. Chỗ thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, hình Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một cái lưu nước. Muỗi quá trời luôn. Cái sân chùa cũng không rộng lắm. Đây là tượng Phật nè. Có hai thầy giả. Ồ, cái tiểu cảnh ở đây khá là đẹp, Đức Phật đản sanh. Chùa đóng cửa rồi. Không, bên này cũng có thêm một cái sân chùa nữa nè, có cái sân ở phía bên trái. Đây là tượng gì vậy? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tượng Quan Thế Bồ Tát nè. Đây là sân chùa tượng Phật. Ở dưới đó là hết rồi, chỉ quay vòng vòng cái sân chùa thôi. Ở đây có những cái bậc thang á, để mình bước lên trên mà đứng dưới đây nhìn cũng được rồi. Tượng Quan Thế Bồ Tát ở bên là một cái đá khắc chú Đại Bi. Đây nè, chùa này cũng hẹp, không có rộng lắm, sân thì cũng có nhiều đó thôi. Tượng Tôn Ngộ Không, Tây Du Ký. Đó, Sa Tăng nè, Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không. Đó, vậy là hết sân chùa rồi đó. Chùa này chùa gì để ra ngoài coi cái tên chùa kìa. Đó, sân chùa trời rất là nắng luôn.